Nam Tân Chợ Lách Bến Tre xin chào cô chú anh chị em mình ha. Chúc cô chú anh chị em mình buổi tối thật vui vẻ ha. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 10 cô chú anh chị em mình ơi. Giới thiệu cô chú anh chị em mình về cái mẫu tivi bên em ha. Trước mắt cô chú anh chị em là một tivi Samsung 48 inch ha. Giá 2 triệu nha anh em. Giá 2 triệu nha, thanh lý 2 triệu cho cô chú anh chị em mình ha. 48 inch Samsung lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha. Bấm đầu bấm này siêu mượt luôn ha anh em ha. Để em bấm video khác của chú anh chị mình coi ha. Giật nhảy bên kia. Con này để một chút em nói lý do tại sao em bán thanh lý 2 triệu cho chú chị em mình nghe ha. Lên mạng thì vẫn mượt bình thường của chú chị em mình ha. Lý do là bên ở tiệm em kết nối nhiều tivi cùng một lúc á, chứ camera cao ga cho nên nó cái mạng nó hơi yếu. Cô chú anh chị em mình coi thông cảm ha. Em quay tổng vòng vòng cho chú mình coi. Em đang test camera cũng kết nối mạng wifi á, chứ mấy tivi em đang mở nè. Cho nên nhiều khi em quay cái mạng nó hơi chậm, bấm hơi lâu của chú anh chị em mình thông cảm ha. Hình ảnh này cực kỳ sắc nét ha. TV 48 inch Samsung lên mạng wifi ha. Nó có một cái lỗi nhỏ là nó bị một cái chỉ mờ mấy anh góc này ha. Này cô chú anh chị em mình nhìn kỹ mới thấy ha. Chỉ mờ nhỏ này ha, từ xa là không thấy nha. Thanh lý cô chú anh chị em mình 2 triệu ha. Cô chú anh chị em mình chơi được thì liên hệ em ha. Số điện thoại em là 0346854213, số này em có xài Zalo luôn ha. Dưới bên em còn một số dòng máy ha. Sony 49 inch ha, lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha. Bảo hành cho cô chú anh chị em mình trách nhiệm là 2 tháng cho cô chú anh em mình yên tâm xài ha. Con này thì không có lỗi lầm gì hết nè. Xin lỗi nè, em cầm cái remote này và Samsung đi bấm cái Sony vô nó không ăn. Này là siêu mỏng luôn ha. Hình ảnh cực kỳ nét 4K luôn nha anh em. TV Sony, quay cái mã cho cô chú anh em mình xem ha. Cái model nó là model là 49X8000E Sony 49 inch. 19 inch. Rồi và tiếp sau đây là một con Samsung QLED 43 inch màn hình 4K cực kỳ nét luôn cô chú anh chị em ha. Cái này có giọng nói luôn nha. Có giọng nói đây, giọng nói tìm kiếm này ha. Đây giọng nói tìm kiếm ha. Cái này em đang mở cái kênh của em ha. Tân Chợ Lách Bến Tre ha. Kênh của em mới mở ha. Món hơn phải của nó lắm đó. Dòng Samsung QLED 4K này là hình ảnh cực kỳ nét, bấm nó nhanh mượt anh em ha, bấm cực kỳ mượt, nó nhanh mượt như điện thoại mình lướt vậy đó ha. Để mình tìm kiếm thử cực kỳ mượt luôn ha. Này là màn hình mới thay ha. Bảo hành trách nhiệm cho cô chú anh chị em mình là 6 tháng ha. Cứ cô chú anh chị em mình xài trục trặc sự cố gì cứ liên hệ em bảo hành cho cô chú anh chị em mình ha, không mất tiền ha. Mở cho cô chú anh em mình coi ha. Mở cái hình này luôn đi. Đây cái màn hình mới là nó còn cái tem nha anh em, còn cái tem cái sim đây ha. Nó còn một cái lớp kính ở ngoài nữa, dù mình muốn lột ra thì lột, mình không lột để cũng được ha. Đánh cực kỳ nét luôn nha cô chú anh chị em. Cái này nó còn có thể nét hơn nữa nha, nó lên tới 4K rồi nha. Lý do là cái mạng nhà em kết nối nhiều tivi với camera một lượt á, mấy chục cái cả chục cái tivi, mười mấy camera nữa, rồi điện thoại nữa cô chú anh chị em mình, cho nên nó chỉ tải maximum 1080 thôi. Nếu mà mạng anh em nào mà ở nhà mà mạng tốc độ cao mạnh nữa thì có thể lên 4K nữa ha, rõ nét luôn nha. Hiện tại là cũng rất là nét rồi nha anh em. Nhưng mà cái màn hình này 4K TV này thì nó có thể hơn nữa.
cô chú anh chị em nào mình xài thì mình cũng biết rồi ha. Cái này là em bốn bên màn hình mới, wireless giọng nói đủ chức năng á. Em đang bán là 3,5 triệu ha, có bảo hành cho anh cô chú anh chị em mình là 6 tháng ha. Đây, siêu mỏng luôn ha, quay cái model cho cô chú anh chị em mình coi tham khảo ha. Model đây, model mờ quá. Đây, wireless bốn bên. Em quay một mình lên cho nên nó hơi lắc lắc, cô chú anh chị em thông cảm ha. Cứ em mình quan tâm thì cứ liên hệ em. Em sẽ báo chi tiết cũng như test theo ý của cô chú anh chị em mình á. Ở đây là một con Sony 4 bên, 4 bên y giống như con bên kia ha. Con này cũng có lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha, có giọng nói luôn ha. Hình ảnh đẹp nét từng chi tiết, màn hình 4K ha. Bảo hành trách nhiệm cho cô chú anh chị em mình xài ha. Đây, trên đây em cũng còn một con Samsung 4 bên ha, màn hình mới luôn nha, bảo hành cho cô chú anh chị em mình xài luôn ha, siêu mỏng ha. Còn con này cũng Samsung 4 bên mà màn hình thì ghim theo máy nha anh em, có giọng nói ha. Con này em bán 3,000,000 ha. Chú anh chị em muốn rẻ thì cũng có luôn ha, muốn giá hợp lý tiền nào của nấy của chú anh chị em mình ơi. Xa người hơn mờ. Với em còn một con 32 inch giọng nói ha, Samsung 32 inch giọng nói wifi lên mạng này đủ chức năng ha. Với một con này thì nó không có mạng nên em không có quen ha, thì là Toshiba 32 inch ha. Cái này thì anh em mình xài gì xài ha. Đó em bán 400,000 nha anh em. Còn mấy con ở trên đây là có mấy con này em không mở này ha, là có khách chốt này ha. Một con hai con 55 này Samsung này khách chốt ha, thành công chốt rồi ha. Con Sony 49 inch trên đây cũng có khách chốt không bật ha, còn trong đó cũng chốt luôn nha, hôm nay mưa em chưa giao được nha anh em. Rồi cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem ha, chúc cô chú anh chị em buổi tối cuối tuần thật vui vẻ ấm áp bên gia đình ha.